Toàn cảnh quốc tế ngày 11 tháng 3 Tình báo Anh, Ukraine xây dựng vị trí phòng thủ ngăn cản bước tiến của Nga Ảnh vệ tinh sau cuộc tấn công vào nhà máy sửa chữa máy bay ở Tagarov Nga sử dụng bom lượn trên không trong cuộc pháo kích vào Minograd ở vùng Donetsk Người Nga tìm ra phương án thay thế máy bay trinh sát A-50 như thế nào Mỹ, Anh, Pháp hợp lực bắn hạ 28 máy bay không người lái của Houthi ở Biển Đỏ người sáng lập trung tâm dữ liệu lớn Quý Châu đột ngột qua đời không rõ nguyên nhân. Reuters chú ý đến phiên họp lưỡng hội của Trung Quốc nhằm tăng cường an ninh quốc gia. Quý vị đang theo dõi mục toàn cảnh quốc tế ngày 11 tháng 3 của DKN. Sau đây là phần nội dung bản tin. Kính mời quý vị cùng thưởng thức cà phê sạch Buôn Ma Thuột. Cà phê đông minh giang xay mộc, robusta, thơm nồng, đắng đậm, không chua, tạo bọt tốt. Xin trân trọng cảm ơn. Tài khoản mạng xã hội X của Bộ Quốc phòng Anh đưa tin Ukraine có thể đã đẩy nhanh việc xây dựng các vị trí phòng thủ dọc theo một số khu vực tiền tuyến. Điều này sẽ làm giảm khả năng tiến quân của quân Nga. Theo tin tình báo, các vị trí phòng thủ của Ukraine bao gồm răng rồng, chống tăng, mương, chiến hào bộ binh và bãi mìn. Nguồn tin cho biết thêm, có khả năng việc mở rộng các tuyến phòng thủ sẽ làm giảm khả năng tiến lên hoặc khai thác lợi thế chiến thuật của Nga trong các hoạt động tấn công hiện tại. Việc tạo ra các vị trí phòng thủ chứng tỏ tính chất khắc nghiệt của cuộc chiến. Bất kỳ nỗ lực đột phá nào cũng có thể đi kèm với tổn thất nặng nề. Ở hướng Abdiivka, các công sự đang được xây dựng ở phòng tuyến thứ hai. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Ivan Gavriliak, công việc xây dựng tuyến phòng thủ đang được tiến hành với tốc độ nhanh chóng, nhưng vấn đề đáng gờm nhất vẫn là máy bay không người lái của đối phương. Các hình ảnh vệ tinh về hậu quả có thể xảy ra của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đêm 9 tháng 3 tại nhà máy sửa chữa máy bay Beriev ở Tangarov, nơi người Nga có thể sửa chữa máy bay A-50 được công bố trên mạng. Trong ảnh, dấu vết lửa được tìm thấy trên nóc của một trong những nhà máy chứa máy bay, nơi có thể đã đặt máy bay. Bức ảnh được nhà bình luận quân sự Ihan Levin đăng tải với chất lượng khá thấp. Ông viết, các nhà nghiên cứu OSINT xác định rằng cuộc tấn công vào một nhà chứa máy bay, nơi thường được đặt chiếc máy bay đang được sửa chữa, rất có thể đó là A-50, chiếc máy bay đang được khởi động sản xuất lại gần đây, như các nhà tuyên truyền Nga đã đưa tin. Có thể khi va vào nóc nhà, sức mạnh của máy bay không người lái đủ sức làm hư hại các thiết bị và máy bay bên trong, nhưng hiện tại vẫn chưa có xác nhận nào. Như tin đã đưa vào đêm ngày 9 tháng 3, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công ổ ạt vào bốn khu vực của Nga, một loạt vụ nổ đã vang lên trên bầu trời Taganrog, nơi mảnh vỡ của máy bay không người lái gây ra hỏa hoạn tại khu liên hợp khoa học và hàng không Tangarov mang tên Bierep. Theo người phát ngôn của lực lượng phòng vệ vùng Tabria, Dmitry Likovi, quân đội Nga đã sử dụng bom lượn trên không trong cuộc pháo kích vào thành phố Minorab ở vùng Donetsk. Có lẽ đây là phiên bản cải tiến của KAP. Người phát ngôn nói, thông tin ban đầu là Nga đã sử dụng hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300, Tuy nhiên, theo thông tin chi tiết hơn được nhận từ Cảnh sát Quốc gia, người Nga đã sử dụng 3 đơn vị bom lượn trên không UMPBD 30SN trong cuộc pháo kích này. Người phát ngôn lưu ý rằng việc sử dụng những quả bom này cho thấy một giai đoạn mới trong quá trình phát triển bom dẫn đường trên không của Nga. Theo ông, đây là một loại bom lượn cải tiến sắp thay thế những FAB cũ cổ điển được chuyển đổi thành CAB. Chúng có thêm chức năng thiết lập đường bay và động cơ bổ sung, vì vậy, thật không may, chúng ta cần chuẩn bị cho những thách thức mới và nhiệm vụ phòng không mới trong việc chống lại những quả bom lượn cải tiến này. Sau khi lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ máy bay điều khiển và phát hiện radar tầm xa A50, Nga bắt đầu sử dụng máy bay không người lái Mohajer-6 của Iran để trinh sát. Chuyên gia hàng không Kostyantin Krylovap đã nói điều này trên sóng Telethon. Mohaze 6 là máy bay không người lái đa chức năng, nhưng mục đích chính của nó là trinh sát, mặc dù nó có thể được trang bị bốn hỏa tiễn tầm ngắn, 4 đến 8 km. Theo ông, hiện người Nga đã giấu những chiếc A50 còn lại trong lãnh thổ Nga càng xa càng tốt và do đó, người Nga cần một thiết bị trinh sát thay thế. Ông Krivolab nói, một phần họ có thể tiến hành trinh sát với sự hỗ trợ của máy bay su 24 ma Máy bay này có thể nắm bắt được một số thông tin và những chiếc Mohaze 6 như vậy sẽ giúp họ theo ông, không thể nói chiếc drone này dở tệ hoàn toàn và được lắp ráp từ phụ tùng của máy giặt. Nó có bảng mạch và chip của Mỹ, nó có máy ảnh của Nhật, máy đo khoảng cách của Singapore và cả máy đo độ cao, nó có thể nhìn thấy thứ gì đó. Theo ông, đây là loại UAV nổi tiếng đối với các chuyên gia Ukraine bởi vì vào tháng 9 năm ngoái, một chiếc máy bay không người lái loại này đã bị bắn hạ bởi tàu của Ukraine và nó đã rơi xuống nước trên một chiếc dù và được vớt lên gần như nguyên vẹn. Họ đang nghiên cứu nó khá nghiêm túc nên chúng tôi biết ở đó có những thiết bị bên trong nào, có những con chip nào và họ hiểu cách chiến đấu với nó. Nó không được bảo vệ khỏi thời tiết, không thực sự thích nghi cho việc bay vào ban đêm trong sương mù, nhưng nó có thể ở trên không trong 12 giờ và trong thời gian này nó có thể nắm bắt được rất nhiều thông tin, chủ yếu là quang học và truyền nó cho người điều khiển của mình, ông Krivolab nói. Theo ông, đây là sự thay thế cho việc thu thập dữ liệu cần thiết mà người Nga trước đây có được từ máy bay A-50U. Vào cuối tháng 2, người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Kirill Budanov cho biết số lượng A-50 còn lại của Nga sau khi phía Ukraine phá hủy hai chiếc trong số đó. Theo ông, hiện nay Liên bang Nga chỉ còn 6 máy bay loại này. Theo tình báo Anh, Nga sử dụng máy bay không người lái Moha -J 6 do Iran sản xuất để giám sát Biển Đen và Crimea đồng thời người ta nói rằng nó được thiết kế để trinh sát giám sát phát hiện mục tiêu và cũng có thể tiến hành các cuộc tấn công không đối đất bằng cách thả đạn dẫn đường tình báo đưa tin rằng việc sử dụng những máy bay không người lái này ở phía tây crimea có thể cho thấy nga đang cố gắng xác định các mối đe dọa đối với các cảng và tàu của nga sau những thành công gần đây ở ukraine có khả năng nó cũng có nhiệm vụ hỗ trợ các quá trình của nga nhằm trực tiếp tấn công vào bờ biển phía tây nam ukraine Truyền thông Đài Loan đưa tin, lực lượng vũ trang Houthi tiếp tục tấn công các tàu buôn đi qua biển đỏ. Gần đây, một thành viên thủy thủ đoàn đã bị thiệt mạng. Họ còn tấn công tàu chở hàng Propel Fortune của Singapore. Truyền thông nước ngoài đưa tin, lực lượng vũ trang Mỹ, Anh và Pháp đã bắn hạ ít nhất 28 máy bay không người lái ở khu vực biển đỏ hôm thứ Bảy để đáp trả. Theo Reuters, Bộ Tư lệnh Trung phần Hoa Kỳ tuyên bố rằng quân đội Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh đã phát động một cuộc tấn công vào sáng sớm ngày 9 tháng 3 theo giờ địa phương ở Yemen và bắn hạ ít nhất 28 máy bay không người lái trên biển đỏ. Không có tàu hải quân nào thiệt mạng trong thời gian đó, không có báo cáo về thiệt hại đối với các tàu thương mại đi lại ở biển đỏ. Quân đội Pháp cũng ra tuyên bố cho biết một tàu chiến và máy bay chiến đấu của Pháp cũng đã bắn hạ 4 máy bay không người lái. Pháp hiện có một tàu chiến và một máy, Pháp hiện có một tàu chiến và máy bay chiến đấu trong khu vực tại các căn cứ ở Tripoli và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tàu chiến HMS Richmond đã hợp tác với các đồng minh quốc tế để đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vũ trang của Houthis, đồng thời cho biết không có thương vong hay thiệt hại về tài sản. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp cũng cho biết, Hải quân Hoàng gia Anh đã bắn hạ hai máy bay không người lái bằng hỏa tiễn Đại kỷ nguyên tiếng Trung đưa tin vào ngày 5 tháng 3, Lưu Đông Hạo, một nhân vật quan trọng trong lĩnh vực dữ liệu lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là người sáng lập Viện Nghiên cứu Kỹ thuật An ninh Dữ liệu lớn Quý Châu, đột ngột qua đời. Cơ quan chức năng mô tả chi tiết cái chết của ông là ngẫu nhiên. Tài khoản công khai WeChat, Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Bảo mật Dữ liệu lớn đã đưa ra cáo phó vào ngày 9 tháng 3, nêu rõ rằng Lưu Đông Hạo, người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Bảo mật Dữ liệu lớn Quý Châu, Tổng thư ký Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc kỹ thuật bảo mật dữ liệu lớn, chết do tai nạn qua đời ngày 5 tháng 3. Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 và tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 3. Tuy nhiên, quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc không giải thích lưu Đông Hạo chết trong tai nạn gì và rất khó tìm thấy lý lịch và ngày sinh của Lưu Đông Hạo trong các thông tin công khai. Đây là một chuyên gia nổi tiếng đã nghiên cứu dữ liệu lớn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, sau chuyên gia nhận dạng khuôn mặt trang thiểu Âu, người cũng đã chết không rõ nguyên nhân. Đêm khuya ngày 15 tháng 12 năm ngoái, Thang Hiểu Âu, người sáng lập St. Thomas và là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, đột ngột qua đời ở tuổi 55. Quan chức cho biết ông chết do điều trị y tế không hiệu quả và không nêu rõ nguyên nhân cái chết. Thông báo chính thức đã gây ra nhiều suy đoán khác nhau về nguyên nhân cái chết của ông. Có tin đồn rằng ông đã nhảy từ một tòa nhà xuống đất và chết. Có những suy đoán rằng ông có liên quan đến vụ tranh chấp lợi ích ở Thượng Hải, hoặc kiếm được quá nhiều lợi nhuận và xúc phạm các quan chức hàng đầu của Đảng, cũng có tin đồn rằng ông đã chết trong bệnh viện. Các đại biểu tham dự phiên họp lập pháp thường niên hàng đầu của Trung Quốc đã tuyên bố sẽ ban hành một loạt luật mới để hiện đại hóa hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, đồng thời bảo vệ lợi ích chủ quyền. Hãng tin Reuters Dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy chính quyền Trung Quốc ngày càng tập trung vào các vấn đề quốc gia và các vấn đề bảo mật và các mối đe dọa bảo mật. Nhà lập pháp hàng đầu của Trung Quốc cam kết bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc có khoảng 170 thành viên đã cam kết ban hành luật bao gồm Luật quản lý tình trạng khẩn cấp và Luật năng lượng nguyên tử tại phiên họp thường niên ở Bắc Kinh. Theo báo cáo công việc của Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, các luật liên quan đến giáo dục quốc phòng và an ninh mạng sẽ được sửa đổi trong năm nay. Chương trình lập pháp thường niên năm nay tập trung nhiều hơn vào an ninh quốc gia, phù hợp với việc nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình ngày càng tập trung vào việc bảo vệ trước các mối đe dọa bên trong và bên ngoài, nhằm đối phó với sự cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng. Luật an ninh mạng của Trung Quốc, ban hành năm 2016, là nền tảng cho quy định công nghệ của nước này. Trong 3 năm qua, Bắc Kinh đã tăng cường giám sát các cách công ty lưu trữ và truyền dữ liệu người dùng với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Các chuyên gia cho rằng ông Tập Cận Bình đã biến an ninh quốc gia thành một mô hình quan trọng xuyên suốt mọi khía cạnh quản lý của Trung Quốc. Tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã mở rộng luật bí mật quốc gia bao gồm nhiệm vụ bí mật là thông tin nhạy cảm bị hạn chế và năm ngoái đã ban hành luật phản gián gây tranh cãi khiến các công ty nước ngoài lo sợ một báo cáo công việc riêng do tòa án nhân dân tối cao đưa ra cũng cam kết sẽ áp dụng khái niệm an ninh quốc gia tổng thể vào công việc năm nay các luật mới khác sẽ được ban hành trong năm nay bao gồm luật ổn định tài chính và luật khuyến khích khu vực tư nhân cơ quan lập pháp có kế hoạch sửa đổi các luật hiện hành về tài nguyên khoáng sản cạnh tranh không lành mạnh đấu thầu công cộng và hàng không dân dụng cơ quan lập pháp cũng có kế hoạch soạn thảo các quy định về môi trường Việc ban hành luật xúc tiến khu vực tư nhân có thể là một dấu hiệu tích cực cho các công ty tư nhân vì niềm tin đã suy yếu trong những năm gần đây do luật phản gián cứng rắn và luật hạn chế chuyển dữ liệu ra nước ngoài, nhưng các quan chức không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng thu sự chú ý của quốc tế, cam kết tăng cường lập pháp trong các lĩnh vực liên quan đến nước ngoài và thiết lập một hệ thống pháp luật áp dụng ở nước ngoài. Báo cáo cho biết, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển trên trường quốc tế. Theo Reuters, hôm 8 tháng 3, chính phủ Hồng Kông đã công bố dự thảo điều 23 của dự luật an ninh quốc gia. Báo cáo công việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cam kết sẽ thực hiện đúng hệ thống pháp luật và cơ chế thực thi để bảo vệ an ninh quốc gia ở Hồng Kông và các đặc khu hành chính khác. Thưa quý vị, mục tăng cảnh quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. May anh xin cảm ơn và hẹn gặp lại.